Tranh thủ thời điểm vắng khách, gia đình bà Nguyễn Thị San ở bản Na Khương thực hiện chỉnh trang làm đẹp lại cho không gian kiến trúc của ngôi nhà để đón khách trong thời gian tới. Điểm nhấn trong không gian kiến trúc của ngôi nhà được bà San tập trung hoàn thiện từ những tinh hoa văn hóa bản địa. Tôi làm cái nghề dệt chăn thổ cẩm này để khách đến, khách xem mình dệt, và sau này tôi còn may chăn ga gối đệm nữa, là bằng cái thổ cẩm này, chăn thổ cẩm này để phục vụ du khách. Trên tinh thần biến khó khăn thành động lực, bà con ở địa phương cũng tranh thủ khôi phục lại các nghề truyền thống, những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc như thổ cẩm, đan lát, văn hóa nghệ thuật, cải tạo và làm đẹp cảnh quan thôn xóm để hấp dẫn hơn với khách du lịch. Nhiều khi chị em rất bận nhưng mà chủ yếu là tinh thần là chính, vì chị em tôi hàng tuần thì cũng vào thứ bảy chủ nhật tổ chức nhau về tụ họp làm buổi tối, tập trung làm văn nghệ để giữ gìn bản sắc dân tộc và phục vụ các khách du lịch về chơi với bản hoặc là xã chẳng hạn. Trong năm 2021, xã Nghĩa Đô vẫn đón khoảng 3.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch cộng đồng ước khoảng gần 5 tỷ đồng. Với sự đồng tình và ủng hộ của bà con nơi đây, Nghĩa Đô đang hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và những điều kiện cần thiết để đón khách trong thời gian tới. Những cái nhiệm vụ này sẽ hoàn thành, và nếu mà hoàn thành trong năm nay hoặc đầu sang năm thì nó đã thực hiện sớm một bước để trong quá trình những năm tiếp theo thực hiện nghị quyết là chỉ triển khai và thực hiện thôi, các bước chuẩn bị đã xong. Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa đậm đà bản sắc, Nghĩa Đô có đầy đủ các điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng. Và mới đây, xã Nghĩa Đô cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là điểm du lịch. Đây được coi là tiền đề giúp cho địa phương này có điều kiện đầu tư phát triển du lịch đồng bộ, trở thành điểm nhấn trên bản đồ du lịch Bảo Yên.